chào tất cả các bác đã vào kênh chuyên Phong An Đắk Lắk nha các bác nhá. Đây là em giới thiệu về mặt hàng, đây là trâu buôn đô này. Đó, lô này thì cả to cả nhỏ nha. Lô này thì một này, cái này chị em này. 2 này. 3 này. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 cây này nha các bác nhá. Đó lô đầu tiên này, em bán cái giá 250k này. Rồi tiếp tục lô thứ hai này. Lô thứ hai này. Lô thứ hai này to hơn nhá. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11 này. 12 này. 13 này. 14 này. 15 này. 16 này. 17 này. 18 này. 19. 20. 20 cây này nha các bác nha. Đây, lô này cả nhỏ cả to nha, 20 cây em bán 350k này. Đây là lô 2 này. Rồi tiếp tục lô 3 là lô rất là to luôn này. Đó, to đều nhau nhá. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 7 này. Toàn đẹp không nha. 8 cây to đẹp này. Đó lô này em dán giá có giá là 420k. Đây là lô số 3 này. Tiếp tục lô số 4 này. 1 này. 2 này, cái này cũng to nhá. 3 cây này lá mít, bản lá rất là to. Nó mất cái lá bên cạnh này nha, nhưng mà không vấn đề gì đâu nha các bác nha. Đó, mất từ lời ở trong rừng rồi. 4 này. 5 này. 6 cây nhá. Đó lô này 6 cây này. Lô này 6 cây nhá. 6 cây nó cũng to này. Đó lô này em bán cái giá 320k, đây là lô 4 này. Lô 4 và tiếp tục lô 5 này. 1 này. Rất là đẹp luôn này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 cây nhá. Lô 5 cũng đẹp này các bác ơi. Lô 5 nó cũng đẹp nhá. Đó trâu này, trâu buôn đôn nha các bác nhá. Đó. Lô này em bán 330k, đây là lô 5 này. 330k này. Và tiếp tục lô 6 này. Lô 6 này cái to hơn này, 1 này. 2 này. 3 này. Cây này thân dừa luôn nhá, 4 này. Rất là dài luôn này. 5 này. Cây này thân dừa mập luôn này, 6 này. Đó. Lô này em bán cái giá 370k. 370k nhá. Lô này to to không nhá. Đó, 370k. Đây là lô thứ 6. Tiếp tục lô thứ 7 này, hai cây thân dừa. Hai cây thân dừa bản lá rất là to, lá mít này, 1 này. Thân dừa nhá. Hai cái lá này bản lá to luôn này. Đó. Lá kẻ rất là rõ luôn. Đó. Lá kẻ này rất là rõ, đường viền của nó rất là nhiều luôn. Hai cây này em bán cái giá là 450k, đây là lô 7 này. Đó. Thì tiếp tục lô 8 là một cây trâu nguyên bản to này. Cây trâu nguyên bản to này. Đó. Cái đơn này cũng đẹp này. Lô này em bán 250k nhá. Đây là lô 8 nhá. Rồi tiếp tục lô 9 này. Lô 9 cũng trâu nguyên bản này, 1 này. Cái này thì nấm mọc đây. 2 này. Lá mít nha. 3 này. Cái này cũng to này. Đó. Lô này em bán có 300k nguyên bản thôi nhá. 300k, đây là lô số 9 này. Rồi tiếp tục lô số 10 này các bác ơi. Lô số 10 này 3 cây lá mít nguyên bản này, 1 này. 2 này. 3 cây này nhá. 3 cây, cái lá này đó bị gãy một bên này nhưng mà không sao đâu nha các bác nhá. Cái này nó vẫn lành lại nhá. Đây là lô 10 200 nhá. Lô 10 200k này. Tiếp tục lô 11. Lô 11 là cây đơn hoàng nhạn này. Chi chít luôn, một khúc 4 cây này. Còn một khúc này 3 4 cây luôn.
chi chít này. Khúc này hai cây nhá. Đôi nào cũng có cặp có đôi hết. Đó. Lô này em bán lô nào cũng có cặp có đôi nhá. Lô này em bán 230k này. Đây là lô 11 này. Mình tiếp tục lô 12 này các bác ơi. Trâu cũng to này. Đó, cái trâu này đây, ngọn quả của nó đây. Đó. Để cho ra hoa vào năm ngoái nha. Đây cây nhỏ này, cây mít nhỏ này. Đó, hai cây nó móc nhau này. Đó, lô này em bán 250k thôi nhá. Đây là lô 12 này. Rồi tiếp tục lô 13 này các bác ơi. Lô 13 là lô quế tím nguyên bản nha. Rất là to này. Đó, cây này rất là to luôn này. Cái này lá cong nhá. Lá mít cong. Đây. Cặp nguyên bản này, nó dính nhau này. Đó. Còn cái đơn này là mẹ bồng con này. Một mẹ bồng hai con bên này nhá. Cái lá ngọn này nó bị gãy rồi nha, cây cái lá bên này nhá. Còn cái cây này cơ nhá, cái cây này không sao đâu. Đó. Cây này thì cũng mẹ con nhưng mà nó tách ra rồi nha các bác nhá. Đây. Rất là khủng to luôn nè. Đó. Đây. Toàn nguyên bản cái tím to này. Đó, có 300k thôi nhá. 300k này. Đây là lô 13. Mình tiếp tục lô 14 là hoàng nhãn rụt này. Một cây hoàng nhãn rụt rất là đẹp này. Một này. Cái này thì 1, 2, 3, 4, 5, 4 cặp rưỡi lá nhá. Cái này thì cũng đang cho ra ngọn hoa này. 1, 2, 3, 3 cặp rưỡi lá này. Đó. Cặp lan này, cặp hoàng nhãn này em bán có giá là 230k nha. Đây là lô 14 này. Rồi bác nào yêu cầu hàng gì thì cứ gọi về theo số của em nha các bác nha. Em chào tất cả các bác nha. Chúc các bác buổi tối vui vẻ nha.